Kính thưa tất cả quý khán thính giả, hôm nay là thứ Năm ngày 7 tháng 11 năm 2024 ở Sapa. Như vậy là có mưa và sương mù khá lạnh. Nhưng mà tôi không có nhiều thời gian, nhất định là dẫn ông anh bà chị tôi lên trên đỉnh Phan Xipang để xem thử ông anh bà chị có đi nổi hay không. Đây là cảnh mà đang lấy vé đi lên trên đỉnh Phan Xipang. Và phải nói hôm nay giờ này không mấy ai đi hết, nên tha hồ mà đi cho nhanh. Chứ còn hôm nọ mà đi, trời ơi, đứng xếp hàng dài. Hôm nay thì đi rất là nhanh. Nhất định là phải dẫn ông anh và chị lên trên đỉnh. Ông này bây giờ ông lớn tuổi rồi, không biết khi nào ông đi được nữa hay không. Bây giờ là cứ phải đi một lần cho biết nha. Đây là ở tại thành phố Sapa. Đây là trạm ga đó, ga mà để đi ra cáp á. Đây, bây giờ là Ngân đang lấy vé cho mọi người đây. Đây là cảnh thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Sáng thứ Năm ngày 7 tháng 11, sương mù, mưa nữa. Đây là cảnh như thế này đây, sương mù. Đó, mù không thấy gì hết. Hôm nay nhất định dẫn ông anh bà chị đi lên trên đỉnh Phan Xipang nha. Đó, Ngân đang lấy vé cho mọi người ở trong ga đây. Đây là ga đi cáp rồi đuổi thú hết ở tại Sapa đây. Và nhìn ra ngoài thì hôm nay trời mưa, mưa và sương mù. Đó, nhìn ra thấy sương mù như vậy đó, mù đặc à, có thấy gì đâu, nhưng cũng cứ đi. Đó, ông anh tôi đang đứng xếp hàng để đi vào, đi cáp lên trên đỉnh Phan Xipang nha. Đó, đi vào đây, đó, đi đầu tiên luôn. Đây, ông anh bà chị bắt đầu vào toa xe lửa để tới chỗ cáp đây, đó. Đi vào toa xe lửa đây. Trời ơi, cái mặt này cũng tình tứ quá ta. Đi xe lửa này cũng tình tứ quá. Ôi trời ơi, tình tứ quá ta. Tàu xe lửa bắt đầu chạy. Đây là quang cảnh của thành phố Sapa. Ngồi trên tàu xe lửa thấy như vậy đây. Đó, quang cảnh thành phố Sapa. À, hôm nay sương mù, nhìn xa xa là thấy sương mù. Sương mù như thế đó, quang cảnh thành phố Sapa. Hôm nay dẫn ông anh bà chị đi lên trên đỉnh Phan Xipang. Ngồi bên cạnh tôi là một cái cô nào đó. Có phải không biết là cái cô này quen thiệu thuộc không ta? Đúng rồi phải không? Đúng rồi phải không? Hình như không phải Kim Ngân á. Bà nào? Xấu hổ rồi kìa, phải không? Du khách trong tàu xe lửa để đi lên trên đỉnh Phan Xipang. Ở ngoài thì sương mù, mù như thế này đây, chả thấy cái gì nữa hết. À, mù. Và ông anh và chị của tôi ngồi bên phía kia đó. Bây giờ đi ra đi cáp đây. Ông anh tôi 80 tuổi rồi mà đi được như vậy là giỏi lắm rồi đó. Ngân đang làm trưởng phái đoàn của 4 người. Đi được như vậy là giỏi lắm rồi đó. Đang đi ra cáp đây. Đi lên cầu thang. Cầu
thang máy như thế này cũng được, chứ ổng mà đi bộ thì đâu có nổi đâu. Đang xếp hàng lên trên cáp đây, đây là ga Hoàng Liên. Chúng tôi bắt đầu đi cáp treo nha. Đây, hình ảnh đang đi, bắt đầu đi ra cáp treo đây. Ở trong đây khoảng chừng mấy chục người, một cái ô như vậy đây. Đó, mấy chục người. Hôm nay đi cáp treo, sương mù quá, chả thấy gì hết. Chỉ thấy mấy cái cáp vậy thôi. À, ở ngoài này cũng vậy nè, sương mù quá, đâu thấy gì đâu. À, ông Trí chỉ thấy bà Hà thấy ông Trí thôi, chả thấy gì nữa. Thấy gì đúng rồi. Ông Trí nhìn bà Hà nhìn ông Trí là xong thôi. Đây, ông bà đi rất là tinh tứ, đang đi bộ ra để đi lên đỉnh Phan Xipang. Đây là nhà hàng, sắp sửa ở đỉnh rồi. Nhìn ra ngoài, hôm nay toàn là mây mù thôi. May quá trời là mây, mây mù. Đây, chúng tôi đang từng bước một để leo lên đỉnh Phan Xipang nha. Ông anh của tôi cứ bám theo cái song sắt đó mà đi lên. Còn chút nữa à, tới rồi. Đây, ông anh bà chị tôi dẫn đi chỗ này. Cái đoạn này là đi được nè, đây. À, đi lên trên này. Nhất định 80 tuổi leo tới đỉnh Phan Xipang. Hồi xưa ổng là đi điền kinh á, leo lên đỉnh Everest dư sức. Tập ổng. Hôm nay dẫn ông anh bà chị đi lên trên đỉnh Phan Xipang nha. Trời sương mù như vậy đây. Hai ông bà bước gần lên tới đỉnh Phan Xipang rồi. Còn khoảng chừng mười mấy bậc nữa thôi. Đó, anh chị và bà xã tôi đi lên trên đỉnh Phan Xipang tới chùa đây. Đang chụp hình, hôm nay trời sương mù lắm, không thấy gì hết. Trời nhiều sương mù lắm. Ở đằng trước là chùa to như thế mà không thấy bao nhiêu hết. Đó. Đây là chùa ở nơi đây, sương mù. Sương mù ở đây nè, mù mịt luôn. Đó, mù mịt, thấy chùa chưa? Dạ, thấy chùa to không? Thấy chùa to, mà cái bóng bông. Nhưng mà giờ này không có thấy. Đổ xuống hả, mình chụp. Dạ. Chút nữa thì không biết là nếu mà nắng lên là thì chụp được. Ừ. Chụp qua sân đá này được nè. Đây, ông anh bà chị tôi đang chụp hình lưu niệm ở lễ hội hoa sen đá nè, thấy không? Đó. Vậy mà tôi cũng kéo được ông anh bà chị tôi tới ga Đỗ Quyên, là ga xe lửa đoạn chót lên tới đỉnh Phan Xipang. Ôi dồi ôi, ông cụ này mà leo lên được tới đây là hay quá trời rồi. Hay quá. Chúng tôi đang đứng xếp hàng đợi đi xe lửa chót lên tới đỉnh luôn. Ông anh Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí đã lên tới chỗ này rồi là quá hay rồi. Đó, xe lửa tới rồi, leo lên xe lửa thôi nha. Bây giờ chúng tôi đi xe lửa lên đoạn chót nha. Đây, cả nhà đi đoạn chót đây. Lạnh, lạnh ơi là lạnh rồi. Lạnh. Đó, xe lửa chạy lên như vậy đó. Những bậc chót cuối cùng đây, lên tới đỉnh đây. Đó, lên tới đỉnh đây. Ôi, vô quán cà phê, cà phê Du Soleil à. Ở trên đỉnh Phan Xipang uống cà phê cho nghỉ mệt đã. Ông anh của tôi đã đi được như vậy là
hết sảy rồi. Tới đỉnh Phan Xipang và uống cà phê ở đây cũng tuyệt vời lắm. Ngắm cảnh xung quanh cũng ngon lành. Đó, cà phê ở đây. Cà phê ở đây nè. Đó, ở trên đỉnh Phan Xipang nè. Kỷ niệm đỉnh Phan Xipang, uống cà phê Café du Soleil. À, tuyệt vời không? Mấy anh em chỉ có vậy thôi. Ở đây đưa em cáo cho anh nè. Ở đây giữ cho anh. Chứ anh không buồn rồi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. 15 bậc đúng không? Cái gì gì nữa? Có 15 bậc à? Có 15 à? Rồi đếm lại nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè. Đằng sau anh là cột cờ nè. Đỉnh Phan Xipang là cột gì nữa? Đó, thấy chưa? Cột cờ kìa. Đó, cột cờ kìa, thấy chưa? Đó, cột cờ rồi kìa. Tôi nói có 15 bậc thôi, 15 bậc nhưng mà 2 lần, 3 lần cho nên ổng bị tôi lừa, cho nên ổng phải đi được chứ bằng đường thôi, thấy chưa? Nhờ công thầy gõ mà có người đã leo lên đỉnh Phan Xipang đây 3.143m rồi nè, đó thấy chưa? Đó, đây là cột cờ ở đỉnh Phan Xipang đây. Cột cờ Tổ quốc ở đây, trời ơi là trời. Tự hào ông thầy Tám, ôi dồi ôi sao mà tình tứ quá ở đây nè. Công của thầy Tám đây nha. Hôm nay là thứ năm 7 tháng 11 năm 2024. Nhờ thầy Tám gõ tôi đã lên tới tận đỉnh Phan Xipang, cột cờ Tổ quốc đây. Đó, thấy chưa? Đẹp quá trời luôn. Mình có nên vậy không? Bốn người đi lên nhà. Ôi ai mà đẹp quá ta. Ở trên đỉnh Phan Xipang luôn. Cột cờ Tổ quốc đó. Thầy Tám ơi, nhờ thầy mà ông anh tôi đã tới đỉnh Phan Xipang đây 3.004. Thầy Tám ơi, nhờ thầy mà ông anh tôi đã tới đỉnh Phan Xipang 3.143m luôn. Chạm luôn đỉnh luôn nè, thấy chưa? Đỉnh luôn. Hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 11 năm 2024, tôi đến đỉnh Phan Xipang và đằng sau tôi là ngọn núi thiêng liêng. Đỉnh đó rất là tuyệt vời. Đây là đỉnh núi cao nhất của Việt Nam và Đông Dương, 3.143m. Đây là cái đỉnh tự nhiên nè. Và cái chòm đó là để mà ghi nhận đó. Đây là đỉnh Phan Xipang. Hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 11 năm 2024. Đây là đỉnh đá thiên nhiên. Ông anh của tôi đã chạm tới đỉnh 3.143m. Tự hào thiệt. Giờ phút này là Nguyễn Hòa Triều hả? Đi lên đỉnh Phan Xipang giờ này là Nguyễn Hòa Triều rồi. Hoàng đế đang Hòa Triều hả? Vậy là anh em chúng tôi đã lên đỉnh Phan Xipang rồi. Bây giờ đi về thôi nha. Về. Hôm nay như vậy là thành công. Một ông cụ 80 tuổi đi như vậy là tuyệt vời rồi. Trời ơi, hay quá đi. Hẹn gặp quý khán giả trong chương trình sau.